Hello, xin chào tất cả mọi người. Ngày mới chúc tất cả mọi người thật là nhiều niềm vui. Video hôm nay mình xin nói về vấn đề là các bạn startup ở Nhật khởi nghiệp nên chọn ngành nào và làm sao để có vốn ha. Thì trước tiên mình nói về định nghĩa startup là gì? Là những công ty hay là những bạn mà mới mở công ty á, thì đang trong giai đoạn bắt đầu kinh doanh. Thường á, thì các công ty này có chuyên ngành về những lĩnh vực công nghệ và làm những điều mà thế giới chưa từng làm á. Người ta gọi là những người khởi nghiệp ha. Thì các bạn sau khi tốt nghiệp có những ý tưởng kinh doanh độc đáo, muốn thành lập công ty, muốn gầy dựng sự nghiệp nhưng mà không có vốn thì phải làm sao? Nếu như mà điều kiện kinh tế các bạn không cho phép và cũng không thể nhờ sự đóng góp từ gia đình hoặc bạn bè thì các bạn có thể kêu gọi vốn từ cộng đồng ha. Thì cách mà để kêu gọi vốn á, thì hiện hiện nay mình thấy có một số nhà đầu tư gọi là angel investors hoặc là quỹ đầu tư mạo hiểm, venture capital. Thì để mà có thể gọi vốn thành công từ những nhà đầu tư này, các bạn cần phải có ý tưởng độc lạ, kinh doanh có 102, không đụng hàng, có kế hoạch cụ thể để mà cho người, và phải có là đam mê nữa, phải có đam mê với cái công việc đó nữa. Giống như là mình phải cho người ta thấy là giống như là mình quyết tâm với công việc đó, quyết tâm để mà kinh doanh có lợi, thu về lợi nhuận thì người ta mới thuyết phục, thì phải thuyết phục như vậy người ta mới đầu tư vào được ha. Đó. Thì thông thường những sản phẩm, dịch vụ của các startup đều có liên quan đến công nghệ. Nếu như mà các bạn không sử dụng công nghệ để làm sản phẩm chính thì cũng phải sử dụng công nghệ để mà đạt được mục tiêu kinh doanh ha. Vì thời buổi ngày nay là thời buổi công nghệ rồi, thời công nghệ rồi, cho nên là phải sử dụng tối thiểu công nghệ vào mục tiêu kinh doanh ha. Đó. Thì xu hướng là startup không có nên đi theo phong trào, bởi vì như thế nào, các bạn hãy khởi nghiệp bằng ý tưởng, ước mơ và phát huy thế mạnh của mình, không có nên chạy theo xu thế nữa. Quan trọng là các bạn phải xác định được là nhu cầu của thị trường, rồi phát huy thế mạnh của bản thân, rồi còn phải tìm hiểu là đối thủ đã từng làm những lĩnh vực đó hay chưa và có sản phẩm như thế hay không. Rồi nếu mà có người làm rồi mà người ta đã thất bại thì các bạn phải tìm ra nguyên nhân là vì sao người ta thất bại, hoặc là nếu mà thành công á thì các bạn tìm ra nguyên nhân vì sao thành công và trong tương lai cứ như vậy thì có thể thành công được nữa hay không. Các bạn phải nghiên cứu là tương lai mình làm như thế nào để mà cái sản phẩm đó nó phải có tính cạnh tranh mạnh đó, các bạn phải nghiên cứu. Nói chung là startup này á, thì thiên về nghiên cứu những cái ý tưởng mà gọi là đáp ứng được nhu cầu của người dân, giải quyết được những vấn đề mà hiện đang còn nan giải trong xã hội á. Đó thì như thế mới có thể là đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng và có thể thành công được ha. Ví dụ như là những ứng dụng kết nối trực tiếp với tài xế Grab nè, với người có nhu cầu đi lại, rồi đầu tư vào những phần mềm, những kênh nghe nhạc, xem phim, chơi game miễn phí. Bởi vì hiện nay thì đa số là làm việc ở nhà, người ta rảnh và chơi game nhiều ha. Đó, thì hiện nay cũng có rất là nhiều, không phải không có, nhưng mà mình làm thế nào để mình sáng tạo ra thì người ta có như vậy thì mình phải làm hơn như vậy. Đó là những cái năng lực mà startup phải có được ha. Đó, rồi tiếp theo là áp dụng công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, tạo ra mô hình thực phẩm sạch rồi chất lượng cao, cắt giảm chi phí sản xuất nhân công. Thì vấn đề này ở Nhật cũng có rồi, nhưng mà hiện nay thì người dân Nhật ở những vùng quê người già rất là nhiều. Do đó nếu mà các bạn nào có những ý tưởng startup như vậy thì đi chuyển về vùng quê sống và nghiên cứu làm sao mà để có được tạo ra mô hình thực phẩm nông nghiệp như vậy để đáp ứng cho nhu cầu, thì cái đó mình tin tưởng sẽ là một cái ngành rất là hot ha. Đó.
Rồi tiếp theo là các bạn tạo ra ý tưởng những dịch vụ mà phục vụ người Việt tại Nhật. Thì cái này á, thì cũng có nhiều người làm rồi, nhưng mà các bạn cứ vấn đề nan giải là bây giờ có rất là nhiều người Việt sống tại Nhật, rồi người ta nhiều khi mấy bạn Việt á, muốn giống như là những dịch vụ mà do người Việt giới thiệu hướng dẫn, thì nó sẽ tiện lợi. Cái thứ nhất là mình hiểu nhau, cái thứ hai là ngôn ngữ mình giống nhau và mình dễ làm ăn nữa. Cho nên là đặc biệt những dịch vụ này hiện tại cũng có, nhưng mà để mà đầu tư nhiều vào nữa thì mình tin rằng nó sẽ là tạo ra được cái lợi nhuận cho các bạn ha. Đặc biệt là sau dịch này người dân có xu hướng chuyển ra vùng ngoại ô để sống nè, rồi nhu cầu mua nhà riêng, mua ô tô này kia các kiểu là càng nhiều. Thì bây giờ cũng có những dịch vụ này chứ không phải là không, nhưng mà đa số mình thấy nhiều là những dịch vụ này thì là do người Nhật làm chủ rồi thuê người Việt. Nhưng mà tương lai thì các bạn có thể sử dụng công nghệ gì đó hoặc là kỹ thuật gì đó để mà đầu tư, thì mình chỉ là nêu ra những cái hướng dẫn, những cái hướng đi thôi. Còn mình tin rằng tất cả những bạn mà có ý tưởng, là những bạn trẻ bây giờ rất là sáng tạo, rất là thông minh, sẽ có những ý tưởng tốt ha. Đó. Rồi, và cách để mà kêu gọi quỹ đầu tư, mình xin đây là trên đây là một số quỹ đầu tư cơ bản ở Nhật thôi. Tuy nhiên còn rất là nhiều quỹ khác nữa, không phải là mình PR hay gì cho những quỹ này, nhưng mà mình thật sự là thấy dạo gần đây thì thấy những quỹ này đang đầu tư mạnh vào thị trường châu Á ha. Cho nên là mình viết ra. Có một quỹ là của Việt Nam, Việt Nam Startup Việt Nam Foundation, thì quỹ này thành lập từ năm 2014, hỗ trợ Việt Nam, những bạn Việt Nam sống ở Nhật thì có ý tưởng gì đó thì cũng có thể liên hệ những quỹ như vậy ha. Rồi quỹ thứ hai là Green Ventures, là đầu tư quỹ này của Nhật ha, đầu tư vào các doanh nghiệp đang trong giai đoạn khởi đầu, chủ yếu vào lĩnh vực internet hoặc là dịch vụ di động. Quỹ thứ ba, đúng rồi, quỹ thứ ba là Incubate Fund, thì quỹ này đầu tư vào các dịch vụ game, dịch vụ tìm kiếm ở trên mạng ha. Thì thị trường đầu tư vào quỹ này hiện nay gồm có Singapore và Malaysia, thì các bạn có thể nếu mà muốn thì cũng có thể liên hệ ha. Đó. Rồi quỹ thứ tư là Accord Ventures, thì quỹ này đầu tư chủ yếu vào châu Á luôn, tập trung vào châu Á ha, chủ yếu vào lĩnh vực công nghệ thông tin, hỗ trợ các công ty ở lĩnh vực IoT, gọi là Internet of Things, là Internet vạn vật đó, hoặc là AI, thì AI là viết tắt của Artificial Intelligence, là trí tuệ nhân tạo, rồi fintech và các lĩnh vực khác nữa. Đó, thì nhu cầu của các bạn là như thế nào, và các bạn có thể liên hệ những cái quỹ, hoặc là các bạn có thể lên mạng search thì cũng ra thôi. Search là những quỹ đầu tư thì nó ventures thì nó sẽ ra thôi ha. Đó, quỹ đầu tư mạo hiểm nhé. Đó, thì mình xin giới thiệu một số ý kiến, một số ý tưởng về startup ở Nhật. Mong rằng video này sẽ giúp ích cho các bạn mà muốn khởi nghiệp ha. Mong rằng các bạn sẽ thích và ủng hộ video của mình. Mình xin cố gắng cải thiện chất lượng của video ha. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Mong rằng các bạn hãy nhấn theo dõi kênh, like, share và comment để ủng hộ video của mình. Mình xin cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.